Mọi người ơi, trên tay mình đây là giống mận tráng sữa rất ngon và khó tìm. Hiện nay hiếm có nhà vườn nào sản xuất giống. Trái khi chín có kích thước to bằng nửa lòng bàn tay người lớn và ít khi có hạt. Điều đặc biệt là giống mận này có thể trồng chậu và cho trái rất là tốt. Mọi người xem cây thực tế ngay bên cạnh em đây. Hiện vườn đang có số lượng ít dạng cây nuôi sẵn trong chậu, cho trái ổn định. Mọi người mang về trồng một thời gian là sẽ có trái ăn. Nếu mình không thích dạng cây nuôi sẵn, shop vẫn có dạng cây giống, trồng khoảng từ 5 tới 8 tháng sẽ cho trái, tùy theo điều kiện trồng. Còn bây giờ thì hãy thử một trái xem vị của nó như thế nào nha. Wow, thực sự là không có hạt đó nha mọi người ơi. Trái có mùi hương đặc trưng, thơm lắm, cắn một miếng. Giòn, xốp, vị ngọt thanh, chấm muối là ngon phải nói luôn. Nhà mình mà thích dòng mận chua chua, ngọt ngọt, chấm muối thì hãy chọn giống mận này nha. Nếu mình đã ưng ý giống cây này rồi thì hãy nhanh tay nhắn ngay cho shop để được sở hữu em nó nha. Mua cây tại Hoàng Long Garden thì mình cứ yên tâm là được đảm bảo chuẩn giống và luôn đồng hành trong suốt quá trình trồng cây. Ngoài ra shop có giao hàng toàn quốc, mọi người nhận hàng đúng mặt cây rồi mới thanh toán, nên mình yên tâm nha.